Ngày 14 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đã nâng cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét ở Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng lên cấp 4, cấp độ rủi ro cao nhất. Quảng Nam ở cấp 3, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi ở cấp 2 và Hà Tĩnh cấp 1. Theo cơ quan khí tượng, đây là lần đầu tiên xuất hiện mức cảnh báo thiên tai do mưa lớn ở cấp 4 cho khu vực các tỉnh thành Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, bởi các địa phương này có mưa rất lớn, có nơi trên 400mm. Dự báo trong 48 giờ tới, hai địa phương này có mưa từ 300 đến 500mm, cục bộ có nơi trên 800mm. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 14 tháng 10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có mưa rất lớn, có nơi trên 400mm trong 24 giờ qua. Dự báo từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 200mm, có nơi trên 400mm, riêng khu vực Thừa Thiên Huế. Đà Nẵng, Quảng Nam tiếp tục có mưa 300 đến 400mm, có nơi trên 800mm. Ở khu vực phía Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 500 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Đáng chú ý, từ ngày 16 đến 17 tháng 10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục hứng chịu lượng mưa lên tới 150 đến 300mm. Đặc biệt, có nơi khả năng xuất hiện mưa cực đoan trên 700mm. Sau ngày 17 tháng 10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Trên biển, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, gây mưa rào và dông mạnh xuất hiện ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và khu vực giữa Biển Đông. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, đến sáng nay 14 tháng 10, mưa lớn ở miền Trung đã gây ngập úng, thiệt hại về tài sản và người tại các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Cụ thể, mưa lũ đã làm khoảng 500 nhà dân bị ngập, 2.466 người phải sơ tán, 33,5 hectare hoa màu bị ngập úng. Bên cạnh đó, một người ở Thừa Thiên Huế và một người ở Hà Tĩnh đã bị lũ cuốn tử vong. Tình hình mưa lũ miền Trung sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các tin tức tiếp theo.